Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1. Chúng ta không vào rừng nữa. Sáng ngời và trong trẻo, buổi xế trưa tháng 10 năm 1744 dường như là lễ hội của trời, với những cánh chim dọc theo các hàng dậu, những áng mây trắng nhẹ lượn trong khoảng không mênh mông màu xanh nhạt, những tia nắng xinh xắn rất phấn vàng trong không khí thuần khiết có hương thơm và những cơn rung rẩy của mùa thu. Trên con đường phủ rêu và lá từ Hermitage đến Versailles, những mái nhà tranh hèn mọn có những tảng đá khổng lồ, một kỵ sĩ đi chậm chậm, thả lỏng cương theo ý thích thất thường của con ngựa màu vàng hồng, căng thẳng và dẻo dai. Chiếc nón đặt ngang ngạnh ở một bên trên mối tóc búi ở gái, thanh kiếm mảnh dẻ bên sườn con vật, thanh mảnh, phong nhã, còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, gương mặt in dấu một sự dạn dĩ vô tư lự, làn môi xanh mảnh và cặp mắt nồng nhiệt, chàng mỉm cười dưới nắng qua những tán lá màu đỏ tía. Đàn xuông phi chân trời thiên thanh mượt như tơ, chàng mỉm cười với khu rừng đẹp khoác áo lộng lẫy tự nhiên, chàng mỉm cười với cô gái đang đi ngang thật thoải mái, với người đông dân đang khe khẽ hát, chàng mỉm cười với chính mình, với cuộc đời, với những giấc mơ của mình. Trước mặt chàng, cách 1000 bước, một người bộ hành đang đi, cầm một cây gậy gai trên tay. Người này đầy bụi bẩm, rách rưới, ông đi bộ từ lúc sáng, không biết từ đâu đến, chắc là từ rất xa, có lẽ đi về phía định mệnh đáng gờm. Gần ao, người bộ hành chợt dừng lại. Trước mắt anh, trong bìa rừng ngời sáng, trong cảnh trí đầy uy tín của góc rừng này, một hình ảnh khả ái và duyên dáng. Một thiếu nữ, một kỳ quan tuyệt hảo, mảnh mai, uyển chuyển, hài hòa, sắc da màu xà cừ và hồng, mái tóc dày rậm như mây, cực xinh trong chiếc áo dài có khung phòng bằng satin hồng, theo những đóa hoa nhỏ màu hồng, một bó hoa hồng lớn cài trên áo chẽn, màu hồng phấn sống động. Nàng cười như rắc nẻ, cúi xuống cả chục cô bé gái, đeo tập về lộn xộn, tóc tai bù xù dây quanh nàng, ồn ào, tươi vui, và nàng nói, ôi, các cô nhóc không biết mệt này, con quỷ nhảy múa đã dắt chúng đến. Sao kia các cô, các em còn muốn một điệu nhảy vòng tròn à? Dân, dân, Jean, Jean thân mến, thêm một điệu nhảy vòng tròn nữa. Được thôi, đây là một điệu cho các em, chị đã sáng tác hôm qua trên đường đi. Và trong khi các cô bé nắm tay nhau, thì nàng bằng giọng du dương và thấm thía hát bài này. Chúng ta không vào rừng nữa, hoa nguyệt quế đã bị cắt, cô gái xinh đẹp kia hãy dạy bọn ta nhảy. Lúc đó trên nền của bài đoán ca tuyệt đẹp suốt 150 năm không vơi cạn nguồn cảm hứng trẻ thơ, điệu nhảy vòng tròn giữa những tiếng cười trong như pha lê triển khai trên bờ ao bóng loáng. Đằng kia, trên con đường đầy lá rụng và rêu xanh, kỵ sĩ trẻ đến vô tư lự, hãy dạy chúng tôi nhảy vào trong điệu nhảy, hãy thấy người ta nhảy ra sao. Điệu múa vòng tròn bỗng nhiên hung hãn, những tiếng cười giòn lạnh giá trên những đôi môi tinh nghịch. Khách bộ hành bụi bặm ra khỏi bụi rậm, ông chậm rãi đến gần và dừng lại. Cái bóng bí hiểm im lặng gần cô gái mà các bé gọi là Jean, Jean thân mến, tươi cười không sợ sệt trước sự xuất hiện bất ngờ. Cô dịu dàng hỏi, ông muốn gì? Người đàn ông thức tỉnh từ cơn ngưỡng mộ ngây ngất, ông ấp úng, xin lỗi, xin lỗi, ở đây là ở đâu? Ông ở trên lãnh thổ Hermitage, đây là bìa rừng và kia là ao, ở đây là nơi chấm dứt vườn ngựa quyển và nơi kia bắt đầu khu rừng. Lâu đài ở xa không? Ở đằng kia, ông thấy không? Nàng nói và giang tay theo một cử chỉ của nữ thần rừng. Xa xa dưới rừng thưa, tiếng còi nghe vang vọng, một nhóm người cất tiếng. Nàng mới đẹp làm sao? Người bộ hành thì thào, xin lỗi thêm nữa, xin cho tôi biết nhà vua có ở trong lâu đài không? Nàng vẫn câm nín tái mặt, rồi nghĩ ngợi trong một hơi thở mơ mộng, nàng lặp lại, nhà vua, phải, Louis XV, cô có biết liệu ngài có ở trong lâu đài không? Không, tôi không biết, con người đáng thương, ông có vẻ rất khốn khổ và rất mệt. Mệt, phải, và khốn khổ, thật sự khốn khổ. Ôi, chờ đã, tôi phải mang hạnh phúc đến cho ông. Nhẹ như một con hươu cái, nàng lao tới cách 20 bước dưới một cây sồi rừng. Hai người phụ nữ đang nghỉ ngơi, một người tóc vàng và mảnh dẻ, người kia mạnh mẽ, phốt pháp, mặt đỏ lựng bắt đầu hét lên. Jean, Jean, tại sao lại nhảy như thế con của ta? Còn như đang bơi, con làm hư da và tóc con sổ tung.
Không trả lời, Jean tóm lấy một hầu bao bị ném trên cỏ gần mấy chiếc khăn quàng. Nàng lấy ra một Louis và luôn chạy. Nàng quay về chỗ người bộ hành. Lúc này âm thanh của tiếng còi đến gần, vang vọng, điệu đã thấy và đi mau. Cũng vào lúc này, ra khỏi bìa rừng là kỵ sĩ trẻ đeo thanh kiếm mảnh, trong khi một thợ săn tù và đeo chéo vào thắt lưng đi vòng quanh ao phi nước đại trên con ngựa trắng sủi bọt. Này, hãy cầm lấy, ra nói nũng nịu và dịu dàng. Tôi không xin bố thí, người bộ hành nói khàn đục. Ôi, nàng nói vậy ông muốn làm tôi buồn à? Người đàn ông hung hăng do dự run lên, rồi chậm chậm tay ông mở ra, Jean luồn vào đó đồng tiền vàng. Lúc đó nàng vỗ tay vui vẻ, nhưng vì người lạ mặt vẫn bất động và u ám, nàng nghiêm nghị nói tiếp: tôi nghĩ rằng tôi có thể có ích cho ông nếu ông cho biết tên của ông. Người đàn ông giật nảy người, ánh mắt lạ lùng, rồi ông thì thào: tôi tên François Damien. Người thợ săn lúc này đến với nhóm, dừng ngựa lại rung lắc và với giọng điệu ngắn gọn, cứng rắn buông ra lệnh này: này, tên thường dân kia, mau đi khỏi nơi này, cả con nhóc này cũng vậy, và bà nữa. Jean quay lại nhìn người thợ săn với vẻ sức sược hoàn hảo và buông ra tiếng cười trong trẻo: thưa ông, ông cầm sai cái tù già đi săn, đó là một lỗi, điều đó chứng tỏ với tôi rằng ông không phải là quý tộc. Nếu cần phải chứng minh điều đó, bà, tên thợ săn gầm lên trắng bệch vì tức giận: này, ông hãy xin ông Damien một bài học đi săn bằng chó, và xin bất cứ người Pháp nào một bài học lịch sự, làm xong thì ông trở lại đây. Nàng xoay trên đôi giày cao gót bằng satin hồng, nhợt nhạt, tên thợ săn thúc ngựa, hắn sắp chạm đến nàng, lật nhào nàng. Bọn trẻ hét lên, người đi đường siết chặt chiếc gậy gai trong tay. Ông có một tiếng gầm, giơ gậy lên, nhưng trước khi nó hạ xuống, con ngựa của tên thợ săn thình lình lùi lại. Kỵ sĩ trẻ vừa vào bìa rừng bằng một cú nhảy cuồng nộ đã đứng giữa thiếu nữ và tên thợ săn, đã túm lấy cương mà chàng lắc dữ dội, đồng thời giọng chàng bùng nổ rung động: nhân danh Chúa, này ông điên hay sao chứ? Lòng chạm lòng, hai con vật dẫm chân hí vang, mắt nhìn vào mắt, hai người đàn ông đe dọa nhau. À thế đấy, người lạ mặt trẻ tuổi nói tiếp: người ta thóa mạ phụ nữ ở đây. Tên thợ săn buông ra một tiếng chửi thề, nhưng dịu lại ngay: hãy coi chừng thưa ông, hắn nói với vẻ lịch sự lạnh lùng, hãy coi chừng, tôi làm nhiệm vụ ở đây là dọn sạch đường đi săn, và ta làm nhiệm vụ của mình là đánh dẹp kẻ xử tệ với người khác. Hãy coi chừng, tôi đã nói rồi đấy. Khi ông đích thân là người đi săn lớn, tránh đằng sau ông à, tránh đằng sau. Tên thợ săn đưa mảnh tay ra bên cạnh và chợt thấy một con dao thay thế thanh kiếm vắng mặt. Tốt, hắn gầm lên, ria dựng đứng, chúng ta sẽ gặp lại nhau tên Đông Ki Sốt trẻ à. Nếu người ta gặp lại ngươi, ngươi sẽ bị cắt lỗ tai, ông chà đạp phụ nữ à. Người ta luôn tìm thấy ta khi người ta tìm ta, và thậm chí khi người ta không tìm ta. Vậy thì tên ngươi, người tên thợ săn gầm lên, xin vui lòng nói tên ngươi, bà Tuc Đi Ba Ri, giám mã theo hoàng thượng, còn ta hiệp sĩ Đá Sa, người cầm cờ ở trung đoàn Âu Vẹt, đang nghỉ phép thường niên đến Paris đường Saint-Honoré ở bản hiệu ba con cá heo, và ngày mai và những ngày tiếp theo để chờ ông Đi Ba Ri công kích. Tốt, hiệp sĩ Đa Xà, ngươi sẽ không chờ lâu đâu. Tên thợ săn ấp úng, nghề ngật vì tức giận, và bà thưa bà sẽ có tin tức của ta. Điều đó là vinh dự lớn của tôi, nàng nói và phá lên cười trong trẻo với vẻ sắc sừa thật xinh. Bà tước phát một cử chỉ đe dọa, quay cương và ở cuối đường, lao vào dưới khu rừng, theo âm thanh của tù và. Trong suốt cuộc cãi giả này, người đi đường bụi bặm, người đã nói mình tên là François Damien, đứng tách biệt ở một bụi sồi rừng. Ở đó ông dừng lại, ngắm từ xa cô thiếu nữ mặt màu hồng và thì thầm thêm nữa: cô ấy mới đẹp làm sao. Hệ sĩ Đá Xa đặt chân xuống đất và nghiêng mình trước Jean. Thưa phu nhân, chàng nói, tôi gian xin nàng biết đến tôi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy yên tâm, tên quý tộc sực sực đó sẽ bị trừng phạt, tôi thề với nàng đấy. Và khi chàng đứng lên, chàng vẫn ấn tượng vì ngưỡng mộ như thế. Chỉ mới vào lúc này thôi, chàng mới thấy rõ một sinh linh đang sùng bái thế nào ở trước mặt mình. Chàng bối rối đến tận sâu thẳm con người, và trái tim ngon trẻ của chàng bắt đầu đập mạnh hơn. Và dường như một nghệ sĩ thiên tài đã đứng trước họ, cả hai đều duyên dáng hoàn hảo, giống như hai tác phẩm bằng sành sách. Mỉm cười và ngưỡng mộ nhau khiến nghệ sĩ ngây ngất, còn nàng thì ngây thơ điệu đàn,
hơi lay động dịu dàng vì cách thi lễ ngây thơ và thuần khiết của mỗi mối tình bùng nổ dữ dội bất ngờ như sét đánh không cưỡng nổi của những niềm đam mê lớn. Nhanh nhẹn nàng điềm tĩnh lại và líu lo: "A à, hiệp sĩ, tôi làm sao để cảm ơn ông đây?" "Tôi đã được cảm ơn rồi, thưa phu nhân. Cầu cho giây phút mà tôi gặp nàng được ban phúc lành mãi mãi." "Các ông sẽ không đánh nhau chứ? Nói đi, ôi nói đi." "À phu nhân, nàng yêu cầu tôi điều gì vậy? Dù tôi có đương đầu với hàng ngàn cái chết, ôi nếu ông bị thương vì tôi và có nhiều hiếu kỳ tử tế hơn nỗi lo lắng thật sự trong ánh mắt thuần khiết và nhã báng của nàng." Nhưng chàng thì rung lên nhẹ nhẹ, chàng tái mặt, những điều xa lạ chạm nhau dữ dội trong đáy tim chàng. Tình yêu đã xâm chiếm chàng, chân thành chăng? Chắc chắn rồi, chân thành đến từng đường gân thớ thịt kín đáo nhất của chàng. Sao? Một niềm đam mê quá nhanh chóng, chàng chỉ biết thế thôi. Chàng có biết điều gì xảy ra trong tâm hồn nồng cháy dữ dội sẵn sàng dâng hiến, không toan tính, không suy nghĩ, không giới hạn. Chàng ấp úng, chỉ hơi đo lường những điều chàng nói, ngạc nhiên về sự táo bạo của chính mình. Bị thương gì nàng, có đáng gì một vết thương khi giấc mơ của tôi là được chết vì nàng? Với khoái lạc hay hy vọng muốn biết nàng có khóc vì tôi không? Ông im đi, ôi ông im đi, nàng mỉm cười, tuy nhiên xúc động. Im lặng khi một sự hài hòa thần thánh dâng lên môi tôi, khi mọi thứ đều hát trong tôi, khi đầu tôi bốc lửa. Ôi hãy tha lỗi cho một tên điên đáng thương, hãy tha lỗi, tôi không biết nàng và dường như tôi đã quen biết nàng từ hàng thế kỷ. Ông im đi, nàng nhanh chóng nói tiếp, người ta đến kìa, hãy nghe đây ông hiệp sĩ, mẹ tôi và tôi, chúng tôi ở de Paris, đường Pont-Alfond, trước mặt dinh thự Đạt Sang Sông, và bây giờ xin hãy đi đi, làm ơn hãy đi đi. Nàng chìa bàn tay đeo găng trắng, hiệp sĩ nắm lấy, áp môi lên đầu ngón tay tinh tế, và cảm giác của nụ hôn này là một cảm giác chóng mặt. Khi chàng ngẩng lên, chàng thấy Jean lao về phía hai người phụ nữ, lúc đó chàng nhảy lên yên, chìa tay ra đảo lộn vì sự kiện bất ngờ vừa diễn ra trong đời chàng, hạnh phúc thần thánh hay tai họa cực kỳ. Chàng phi nước đại điên cuồng với ao ước được hét lên, khóc, cười, hát lên. Jean, để giấu sự bối rối của nàng, có lẽ vì sự cố bất ngờ này đã lướt qua nàng mà không chạm đến trái tim. Jean tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, lại nắm tay các cô bé, điệu nhảy vòng tròn trẻ con lại một lần nữa vui nhộn dọc bờ ao, và giọng nói thuần khiết của cô thiếu nữ lại hát, nhưng bùng nổ cháy bỏng hơn. Nhưng nguyệt quế rừng có tàn phai chăng? Không, một người đến lượt mình sẽ đến thu nhặt chúng. Âm thanh tù già đến gần ao ống ánh vì những cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng uốn cong lao sậy. Tiếng ngựa phi gian vọng dưới rừng. Những chú nai vàng, quẳng, khu cái bỏ trốn hốt quảng. Nếu da sầu còn ngủ, không nên tổn thương chúng. Quả mi hót sẽ đánh thức ra dậy. Hãy nhảy đi, khiêu vũ đi, ôm hôn người mà bạn yêu. Thình lình Sanh dừng lại, ngực quặn thắt, mặt lấp lánh những giọt lệ sáng ngời. Hãy ôm hôn người mà bạn yêu. Than ôi! Người mà ta yêu giờ đang ở nơi đâu? Bạch mã hoàng tử mà tâm hồn bị cầm tù của ta đang đợi ở nơi đâu? Cuộc đời săn, đây là cuộc đi săn. Lúc này bà quản gia đỏ lẫn hét lên, Jean hãy nhìn đi, đó là con nai ở dưới nước. Con à, hãy nhìn đi, và trao đổi với người đàn bà mong manh tóc vàng tháp tùng với giọng khẽ và nhanh. Chúng ta hãy rút lui một chút. Bạc Ose thân mến, đối với chuyện sắp xảy ra ở đây, chúng ta là người thừa. Chuyện gì sắp xảy ra, bà Poisson thân mến? Bà Poisson liếc ánh mắt đục ngầu lên người bạn đồng hành và bà thì thào. Không, không có gì cả. Chúng ta đừng lộ diện, hãy chờ đợi và hy vọng. Đây là cuộc đi săn của nhà vua. Jean hướng mắt chăm chăm nhìn vào cái ao. Bìa rừng phủ đầy tiếng động của tù già thổi điệu đập nước, tiếng hí của ngựa, tiếng gọi của người phụ trách chuồng ngựa, giọng của đám đông. Toàn thể đều lao xuống ao đằng sau con vật bị săn. Và 10 người thổi tù già cao quý, đầu ngẩng cao rẽ nước, đám đông các thợ săn giờ đây đến ao, các đại lãnh chúa nai nịch gọn gàng, cài thắt lưng, các nữ kỵ sĩ điệu đàn đội nón ba sừng, những người phụ trách chuồng ngựa mặc trang phục xanh lơ, cầu dây bạc trên nền vàng, áo gilê lớn đỏ chói, ủng màu nâu và những người xua chó vang vọng. Cả đàn người sáng chói, bảnh chọe rắc phấn, thiếp vàng, điệu đà đang dẫm chân hùng hậu. Tái nhợt, Jean nhìn bằng đôi mắt mở to vì khắc khoải. Ôi, con vật đáng thương. Người thổi tù già cao quý đứng thẳng trên con vật, bơi với một phẩm giá không định nghĩa nổi. Vượt qua thắt lưng bằng lao sậy,
cuối cùng ra khỏi nước, đi vài bước, dựng lại gần sang, kiệt sức vì 4 giờ đồng hồ chạy cuốn quýt, đầu hàng thua cuộc, đầu quay về phía tâm 10 con chó đang ngồi. Trọng Kiên Thăng im lặng, giữ con vật như sự đe dọa của ánh mắt chúng. Giây phút đó thật bi thảm, một nỗi buồn thấm thía che mờ cặp mắt của con nai, và từ cặp mắt này hai giọt lệ lớn chậm chậm chảy ra. Ôi, con vật đáng thương, con vật đáng thương. Ran ấp úng run rẩy vì thương hại, các thợ săn, người thổi tù già, các con chó, tất cả đều im lặng. Đó là giây phút long trọng, đáng ghét, không thương xót trước cái chết của con nai. Đam che, ra hiệu đi. Đi ba hay, khanh sử dụng con vật. Ran chìa tay ra về phía người vừa nói, một đại lãnh chúa chắc là chủ nhân của cuộc đi săn. Sử dụng con vật có nghĩa là giết nó bằng dao. Ồ không, không, nàng không thể thấy điều kinh khiếp này. À thưa ông, xin làm ơn tha cho nó, đừng giết nó thưa ông, nàng kêu lên phập phồng vì xúc động. Và khi nàng ngước mắt lên về phía đại lãnh chúa, chợt nàng lùi lại tái nhợt, đưa tay lên trái tim và suy sụp thì thào. Nhạp vua, nhạp vua. Trong nháy á, Louis 15 nhảy xuống ngựa, ôm thiếu nữ trong tay và kêu lên. Trời ơi, cô gái này đã ngất rồi. Ran hơi liệm đi, cái đầu khả ái ngã xuống đằng sau, mắt hé mở. Nàng thấy mình ở trong tay của Louis 15, nàng ngất đi và thì thào thật khẽ, tận đáy tâm hồn. Khiêu vũ, nhảy đi và ôm hôn người mà bạn yêu. Chàng đã đến, người mà ta yêu, bạch mã hoàng tử, trong tâm hồn bị cầm tù của ta, nhà vua của ta. Đó là một phút thoáng qua và một giây chết ngay khi vừa hé nở. Nhưng giây đó là khoảnh khắc ngưỡng mộ của người sành điệu, người sùng bái sắc đẹp tinh tế là Louis 15. Một nỗi xúc động lạ lùng phủ lên cặp mắt màu xanh xám nhạt. Và sinh linh tuyệt vời mà ngài ôm trong tay đã thức tỉnh như từ một giấc mộng, dùng ra bối rối, loạn trí đến tận cùng suy nghĩ, ấp úng cùng một chữ, nhạp vua là dành cho nàng. Nhà quý tộc hàng đầu trong vương quốc, Louis 15 nhanh nhảu nói, điều đó có nghĩa là không thể nào từ chối lời cầu xin bay ra từ làng mỗi xinh xắn như thế. Ran đỏ mặt, ánh mắt nàng bàn bạc trên các vòng tròn các kỹ sử chết hàng quanh nàng và nhà vua, quanh đám đông và con nai bất động. Trên mọi gương mặt đàn ông, nàng đọc như trên một cuốn sách mở rộng, sự nhạo báng sức sượng. Trong mọi cặp mắt phụ nữ, nàng thấy sáng lên nỗi ghen tuông và tức giận. Cả triều đình nước Pháp ở đó chờ ra hiệu lệnh và chia phần thú săn. Cả triều đình nó đâm vào nàng bằng những ánh mắt gay gắt. Lúc đó, như để trả lời cho sự ghen tị vừa tháo củi sổ lòng với một hành động dũng cảm, anh hùng và khả ái, như thể nàng tuyên chiến với toàn thể các lãnh chúa tụ tập lại. Bằng một cử chỉ thách thức, nàng ngẩng mái đầu tinh tế lên, đặt bàn tay leo gan trên cổ con nai bị bầy chó thôi miên và phát một cử chỉ thi lễ mà một tùy nữ danh dự hạng nhất cũng xem là hoàn hảo.